Chào các bạn, trong bài học, trong video clip này, mình sẽ giới thiệu các bạn về cái lệnh đo kích thước trong Revit, tức là lệnh Dimension. Nội dung xoay quanh việc giới thiệu về cái công cụ Dimension đo kích thước trong Revit là như thế nào. Như các bạn biết rằng, trong các bộ hồ sơ bản vẽ, kỹ thuật, thì cái phần đo kích thước là một phần vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta có thể thi công, chúng ta có thể xây dựng, chúng ta có thể hiểu bản vẽ, chỉ khi nào chúng ta có các đường kích thước. Và cho dù là bất kỳ bản vẽ nào, từ bản vẽ kiến trúc, chúng ta đều có những đường đìm, hay là các bản vẽ mặt đứng cũng có đìm, mặt cắt cũng có đìm, đìm everywhere, every time, đìm ở mọi nơi, mọi lúc, các bạn thấy này, thấy không ạ? Đấy, đìm ở mọi nơi, mọi lúc. Bởi vì chỉ có đìm thì chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới hiểu được cái phòng này bao nhiêu, kích thước bao nhiêu, chi tiết này là bao nhiêu, chưa? Và Revit đầy đủ các cái công cụ đìm dành cho các bạn để các bạn có thể tạo ra được những đường đo kích thước đẹp mắt nhất. Với các bạn, mình tiết lộ các bạn là trong Revit thì đìm cực kỳ dễ và cực kỳ đẹp mắt luôn, không phải như CAD. Đìm rất vất vả và thậm chí ví dụ phải cắt đìm thì phải dùng cả lip sketch, thì Revit nó không hề như vậy. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những cái bản vẽ như này với đầy đủ những cái đường đìm đẹp mắt, cách đều, text, kiểu dáng như là các bản vẽ mà các bạn mong muốn luôn. Và trong phần mềm Revit ấy, thì cái bộ công cụ đìm nó nằm trong bộ công cụ Annotate. Nó có một bộ đìm đây. Thì đìm trong Revit nó có đầy đủ các loại đìm, từ đìm thẳng này, đìm song song này, đìm góc này, đìm bán kính này, đìm đường kính này, đìm bán kính này, đìm đường kính này, đìm cung này, đánh cao độ này, đánh tọa độ, đây gọi là đánh tọa độ bản vẽ, và đánh ở độ dốc. Đấy, thì đầy đủ các bộ công cụ đìm cho bạn luôn. Và như mình nói thì đìm Revit hay lắm, các bạn cứ học thì các bạn sẽ thấy, được chưa? Tuy nhiên là trước khi các bạn bước vào các bài học về đìm thì mình có một lưu ý nhỏ với các bạn. Cái này nó không phải liên quan đến phần mềm mà nó liên quan đến kỹ năng nghề là như nào. Đối với các bạn thì nhất là các bạn trong cái giai đoạn học về làm triển khai thì các bạn rất thích đìm, các bạn đìm ở mọi nơi luôn, các bạn đìm rất là nhiều. Nhưng lưu ý các bạn đó là trong bản vẽ kỹ thuật ấy, đìm là một cái loại thông tin giúp người ta hiểu. Các bạn chỉ cần đìm đủ chứ không nên đìm thừa. Tránh các việc các bạn đìm thừa các bạn nhé. Đặc biệt là các bạn mới lần đầu sử dụng Revit thì các bạn thấy đìm Revit rất là dễ. Đìm Revit dễ lắm, khỏe lắm. Các bạn học là các bạn sẽ thấy nó không vất vả như CAD. Thì các bạn sử dụng đìm Revit rất là bừa bãi, đìm loạn tùng phèo luôn. Nhiều bạn sử dụng bản vẽ đìm ra một mớ hỗn độn. Có những cái có chỗ đìm rồi các bạn đìm lại mấy lần, chả để làm gì cả, chỉ để rối loạn bản vẽ, nhìn cho nó hoành tráng. Thì các bạn lưu ý các bạn là không nên như thế các bạn nhá, được chưa? Thì đây là một cái lưu ý nhỏ mà các bạn cần biết khi bước vào học đìm thôi. Tất nhiên ở đây nó không chỉ là cả, mình không chỉ dạy mỗi phần mềm mà mình còn dạy các bạn những kỹ năng liên quan để làm bản vẽ nữa, được chưa? Như vậy thì trong clip này mình đã giới thiệu qua về cái phần đìm cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip hướng dẫn về đìm sau đây.